Cái tuổi đó là bên kinh Tina Lầu luôn phải không? Thầy ở trong phòng coi trong phòng đó, thầy ăn buổi trưa mà. Thầy chưa, tất nhiên thầy sợ tốn tiền điện, thầy không mở máy lạnh. Thầy tất nhiên là thầy phải bận quần cột, còn mấy thầy ở trong bận quần cột. Thầy tập thể dục cũng bận, cũng do thầy sáng mai đi. Không có Phật tử thầy đi tập tập thể dục, thầy cũng bận ở trong bận quần cột. Còn mấy thầy bận bộ thể thao cho nó khóng để mà cho nó khỏe. Cho tập thể dục dễ, chứ là bận nguyên độ vậy nó đổ bộ hoàng đồ kê sao giặt cho chết. Hôm đó thầy đi xuống đâu vậy? Thầy lúc đó là thầy ở trong phòng, thầy nghỉ ngơi. Phòng nghỉ của thầy, phòng khách. Thầy đang nghỉ trưa rồi đang tính chuẩn bị đi tắm hai cái, rồi thầy đang tập thể dục, đang múa giỏ. Thầy múa giỏ. Thầy phòng tụi nó thì mấy đứa. Thầy nhưng nó gài thầy hay sao, nó nói thầy dị dụ em trai đó. Chuyện đó cá nhân được hay không thì do mình, giống như mình đi vui mình phải biết tỏ tình, phải biết yêu người ta mới yêu lại. Mình muốn hay không là do mình, mà hư hay không do mình, giữ hay không là do mình, mình có đâu thừa bên nào cả, cả hai bên đúng rồi do mình hết. Nói đúng á, có phải có cái nhân cái nhân cái gì chứ, mà mình đừng có nói xấu người ta. Mình nói người ta rồi người khác có nói mình hay không, rồi mình hại ta người khác có hại mình hay không, mà rồi mình tu rồi mình có sửa hay không. Mà như tụi nó gài thầy phải không? Thì ai biết cái chuyện đó chính mình mới biết. Còn thầy là sống Phật tế. Còn nếu mà thầy làm điều gì thì nó đâu có, nó sẽ quay hết. Nếu nó dám quay lén, nó dám nói bậy thì tất nhiên là cái việc gì nó cũng dám quay. Sao tự nhiên những cái việc chính mà nó không quay mà việc phụ nó quay? Phải không? Mình phải suy nghĩ cho cậu ấy kỹ đi. Tao phải quay những cái chính chứ ai quay ba cái chuyện nói hai người. Thầy chia sẻ Sơn Đằng Quán quýnh đại hổng đó thầy. Ôi, Sơn Đằng Quán quýnh đại nè hả? Chữ đầu quýnh à, cái quán cà phê kế bên chùa Hoài Linh á. À là lúc chùa, đó chùa Tâm Linh Việt, Tâm Linh Việt á. Hiện qua uống cà phê. Nó kêu thích giữa giáo hội Phật giáo Campuchia với Việt Nam. Thầy không có chấp nhận à. Với là ông đó thầy cũng chưa là bổ nhiệm. Dù là ông cũng tu lâu năm, cũng xây chùa đó. Thầy chủ trì chùa khác, thầy bổ nhiệm mà ông không biết. Và ông chưa hỏi giáo hội, ông là cũng như bổ nhiệm bằng miệng cũng khó, nhưng mà chưa bằng miệng, chưa có chính thức, nhưng mà ông không quyền phát ngôn đó. Ai thầy? Ông Sơn Quán hay ai? Thầy Sơn Quán nó kết hợp với mấy hội, mấy cái ông mà bên chùa Campuchia, mấy cái người mà chùa nhỏ đó. Hình như bên Sơn Đường Quán là ai cài vô để nói gì mà. Nói kệ, mình không quan tâm. Nếu mình tu chân chánh thì ai có nói xấu nói ngã đương nhiên, mình giữ cái tâm mình tốt được rồi, kiền chắc như kiền ba chân. Sao Đường Quán nó lấy lý do gì nó đánh thầy? Nó thì nó kêu nó hỗn hào với thầy. Bữa nào thầy kết đòi lột y áo, đòi thầy là người đợi của người tu, rồi quần áo thầy đang bận đòi lột thầy. Bữa nào tụi con lột cũng lợi đồ cũng đang bận lột thử coi. Nó chịu không? Quần áo tao đúng rồi, làm như vậy thôi được. Nói chung là chỉ là một người bình thường thôi, nó chỉ là một người tu. Sao không biết? Nhưng mà một ông sư với người đời mình đâu có quyền. Mình đây ông sư ra mình được, mình không có quyền ra lại. Rồi ông sư chữ mình người đời được, người đời không quyền chữ là ông sư. Rồi người đời cũng ông sư quýnh người đời không được quýnh lại người sư. Mà sư làm gì tội em quýnh. Sư làm gì mình có hạng cầu rồi thầy có chữ mình gì không mình quýnh. Tự nhiên cái này cái kia cái chuyện của xã hội, chuyện của ông sư, cá nhân của ông sư đâu có liên quan tới mình đâu. Cô cũng chuyện của ông mà đúng cũng do ông mà không tu cũng do ông, mình mới tới mình. Tu là tự mình sửa, tự mình chứng. Chứ ai dạy mình giờ đi tu khỏi cây là tự mình tu chứ ai ép mình đi tu. Rồi tự mình phát nguyện, ai mướn mình phát nguyện. Vì Sơn Đường Quán cũng thầy cũng là nạn nhân Sơn Đường Quán giống như thầy cò hả? Thì thầy không quen biết ai hết, toàn là những người nào kéo ông thầy cò lên trong chùa thầy. Giống như tất cả các bạn bè mình đi quay về toàn là thầy gặp đi tìm thầy chứ thầy có biết mình đâu tìm. Mà gặp ở đâu? Phải không? Nãy giờ mình coi tin tức mình đến với nhau, mình chưa biết gì thì mình hỏi thầy chứ đừng có khiêu khích, đừng có chửi thầy, đừng có mắng thầy, đừng có đâm khọt tốt xấu rồi khiêu khích giữa giáo hội này giáo hội kia rồi tôn giáo này tôn giáo khác, rồi khiêu khích giữa đảng nhà nước là không được phép. Mình không được khiêu khích, không được nói về phản cảm, nói về phản động, nói về về gì của an ninh xã hội. Tóm gọn là mình làm gì cho thích hợp trong cuộc sống hàng ngày của mình, đừng làm ảnh hưởng tới người này người kia, thì đó là mình đã gây ra mâu thuẫn, thì mình tự nhân quả mình gieo cái gì mình gặt hai cái quả đó. Gieo quả ớt thì ăn cay,
mà qua hái quả ổ, gieo quả ổ qua thì lên trái hoặc bảy đắng, gieo quả mà ăn trái chuối thì ngọt, trái xài thì ngọt, hoặc trái sống thì chua. Ủa, mình gieo trái xài qua trái xài, gieo quả mít thì ăn cũng ngọt, quả mít thì gieo quả mít. Sầu riêng thì gì, ở ngoài có gai, trong thì nó sầu riêng thì thơm. Như là ta gieo cái quả gì đặt hai quả đó, gieo cái quả nào thì ngon ngọt bùi là do cái quả đó, hương vị của quả đó và cái cây đó. Chúng ta sống làm sao cho dung hòa, cái cây cũng cần có gì bón phân, nước rồi bồi dưỡng thì cái thân cây mới to lớn. Muốn phát triển được cái cây tốt, mình phải bồi dưỡng, mình phải bón phân, mình phải chăm sóc. Thì người chúng ta vậy, muốn bồi sữa, muốn sửa được người, chúng ta phải sửa từ từ để cho người mình tốt. Còn đi làm khi này nó có lên như chỗ thầy nữa thầy. Thì thầy nói rồi, thầy không có khích nó, và thầy cũng không muốn nói những lời tốt, thầy cũng xấu gì hết. Nhưng mà nói tóm gọn là thầy không muốn qua lại những người nói những cái lời khiêu khích, nói những lời không tốt. Dù tốt hay thầy nghe cái chuyện đó, thầy không có mất mớ tới mình. Mình lo cho bản thân mình, đừng soi bói những chuyện người khác, tốt xấu của người khác. Rồi đừng có nói giờ mình đã không quen mà mình đến với người ta rồi mình cũng gây sự người ta sao? Ta có làm gì mình nữa? Mình có quen biết với ông thầy đó không? Rồi mình có làm gì? Có ăn ngủ chung rồi có sống chung không? Mình biết người ta. Thầy cũng đâu biết người đó cũng làm gì biết thầy mà hận thù hay ghét. Và thầy cũng đâu mượn cái gì của họ, lâu lấy gì của họ đâu mà họ ghét. Phải có cái gì đó, nhưng mà mình đâu có gì. Thầy nói vạn người trên thế giới này, thầy không có đụng chạm bất cứ người nào cả. Thầy nói cái gì quyền cá nhân của mình, nói gì theo ý của thầy, thích thì nghe không thích thôi, thầy đâu có chữ mình đâu. Còn mình tu theo cái tông nào thì mình giữ tông đó, người ta nói đâu có đụng chạm tới mình. Cái tông của người ta, ta nói tông ta, tông mình không thích hợp thì cái chuyện của thầy đâu có liên quan tới mình. Giống như tông thầy ăn mặn, mình ăn chay kệ mình, tự nhiên cái thầy hô ông ăn mặn khiêu khích ta ăn chay là sao? Rồi người ta ăn chay kêu ta ăn mặn là sao? Không có bên nào. Mà giờ ông Thích Bửu Khánh ông đến chùa thầy, như ông đó cũng là chút chứ ông chu trừ bằng pháp ra không thầy? Cái chuyện thầy không biết, thầy không quen biết bất cứ người nào cả. Đến chùa thì thầy phải tiếp thôi theo phép tắc nhà Phật, vô lễ Phật hoặc lên thăm thầy thì thầy phải tiếp thôi, chứ thầy không có không cần quen biết, không cần ai quen. Nhưng mà đến phải lịch sự, phải tôn trọng thầy, tôn trọng chùa. Đúng rồi, đến nhà ra chùa to chùa nhỏ gì không biết, nhưng mà đến là phải tôn trọng. Giống như mình khách đến nhà người ta mình chơi mà mình gây sự vậy là ai là có lỗi, rồi đến nhà người ta mình cũng gây sự là ai có lỗi. Cái gì đợi là Tết không có đến mà mời thầy cơm chay đang bút đang lại rồi. Cúp xe cho thầy.